Hy Mã Lạp Sơn, một dãy núi hùng vĩ dài 2.900 cây số dọc theo biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, được khởi sự hình thành trong khoảng 40 đến 50 triệu năm về trước, khi hai vùng lục địa Ấn Độ và Tây Á do chuyển vận của lòng đất sáp nhập vào nhau. Theo tiếng Phạn, Hy Mã Lạp Sơn có nghĩa là quê hương xứ tuyết. Hàng năm, hàng triệu người thành tín từ khắp nơi trên thế giới đã đến hành hương tại dãy núi linh thiêng quanh năm tuyết phủ này, nơi địa thế treo leo hiểm trở, hoàn toàn cách biệt với những tiện nghi của đời sống văn minh. Trong thời gian tầm đạo, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã từng du hành đến Hy Mã Lạp Sơn, nơi ăn trú của những bậc thánh nhân đã và đang âm thầm ban ân điển cho tinh cầu của chúng ta. Trên hành trình đầy gian nan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã không mang theo những dụng cụ tân kỳ, mà chỉ vỏn vẹn có hai bộ y phục và một ít lương khô, cùng một niềm tin tuyệt đối vào sự hiện hữu và tình thương của Thượng Đế Tối Cao. Trong một buổi họp mặt cùng đồng tu Pháp Môn Quán Âm tại Los Angeles vào ngày 7 tháng 7 năm 1997, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã cảm hứng kể lại chuyến hành hương đầy thú vị của Ngài tại Hy Mã Lạp Sơn. Với lối kể chuyện thu hút và vui tươi cố hữu, Ngài đã thuật lại chính kinh nghiệm của Ngài khi đơn phương du hành tầm đạo tại Ấn Quốc. Qua phần chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc sau đây, quý thính giả sẽ được nghe những mẩu chuyện về dòng sông Hằng, con sông thánh của triệu người Ấn Độ, về lễ hội tâm linh Kumbh Mela mỗi 12 năm mới có một lần, về buổi lễ truyền tâm ấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, những nguy cơ trước mặt giữa núi đồi hoang vắng đầy dã thú và rắn độc, và cuộc bế quan trên thánh đảo ở miền Rishikesh. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 4, câu chuyện về chuyến hành hương của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại dãy núi huyền bí Hy Mã Lạp Sơn. Access but are not rich, huh? Just okay, average doctor. But the other one was richer, the one I didn't want to marry. He managed to engage, but that's it, no more. And what was now? Okay, and then I said, what was that? He said, oh, he gave me this movie's camera. I said, why he gave you this camera? It used to belong to me. He didn't say anything, just left. I said, no, he just gave me the camera. He said, now it belongs to you, and then he just left. I said, it's funny. It's really funny. Is there anything else you say to him? He said, no, not really. We just talk. And then your husband asked me, where do I stay? I say, I stay here. In your room. And sleep in your bed. Chồng cũ của tôi không giàu. Chỉ được thôi, một bác sĩ trung bình. Nhưng người kia giàu hơn, người mà tôi không muốn kết hôn. Ông ta đính hôn với tôi. Nhưng chỉ có thế, không tiến xa hơn. Tôi nói tới đâu rồi? À, được rồi. Tôi hỏi, cái gì đó? Anh ta đáp. Ồ, ông ấy cho tôi máy quay phim này. Tôi hỏi, tại sao ông ấy cho anh cái máy này? Cái máy này trước kia là của tôi. Ông ta không nói gì à? Chỉ bỏ đi sao? Anh ta nói, ông ấy chỉ đưa cho tôi cái máy này và bảo, bây giờ cái này thuộc về anh, rồi bỏ đi. Tôi nói, lạ quá, chuyện này lạ thật. Anh có nói gì khác với ông ấy không? Anh ta đáp, không, cũng không có nói gì. Chúng tôi chỉ trò chuyện vậy mà. Và chồng cô hỏi tôi ở đâu. Tôi đáp là ở đây, trong phòng này và trên giường của cô. I said, oh, that's it. Oh, I was so mad at him. I said, why are you so stupid? He said, why? It's the truth. Of course, but the truth is not true. Huh? It sounds as if I live with him and we sleep together. And that's why my husband left. I guess, huh?
I guess that's why he threw that camera to him and left, because that belonged to me. He probably bring it to me, you know, for me. But then he thought, because now I live with that guy together, so that camera belonged to him too, because I belong to him. Oh, okay. Oh my God. I said, no. This is bad, you know. And I was so kind of mad and kind of panic, and the guy didn't know anything. Oh, she changed. It's strange. Tôi bảo, thì ra là như thế. Tôi rất giận gã. Tôi nói, sao mà anh đần quá vậy? Gã đáp, tại sao? Đó là sự thật mà. Dĩ nhiên, nhưng sự thật ở đây không phải là thật. Nghe ra giống như là tôi sống và ngủ chung với gã. Vì thế mà chồng tôi mới bỏ đi, tôi đoán vậy. Vì thế mà chồng tôi đã ném máy quay phim cho hắn và bỏ đi. Bởi vì máy đó là của tôi. Có lẽ ông đem cho tôi, vì tôi. Nhưng rồi ông nghĩ rằng bây giờ tôi đã sống chung với một người đàn ông khác. Cho nên chiếc máy này cũng thuộc về hắn, vì tôi đã thuộc về hắn ta. Ô trời ơi, tôi nói. Không không, chuyện này tệ quá. Tôi hơi giận và rối trí. Gã này chẳng biết gì cả. Cô này thay đổi quá, lạ chưa? And then I run, you know. I run after him. I run to the bus stop, find him. But then he's gone. When I arrive, he just gone. Few minutes ago. Just like he left and I come. Just like the movies, you know. Just like those sad romantic movies. Oh, jeez. I asked them, do you see, you know, my husband just left here anywhere? So, who is your husband? I said, the one with bird like this, German, tall, you know, handsome. I said, yeah. He just left, you know, which bus long ago. And he said, is there any other bus now? I said, no, last one, gone. It's late. I said, so, because I chased him with a horse car, you know, it takes a long time. Rồi tôi chạy đuổi theo chồng tôi. Tôi chạy đến trạm xe buýt để tìm, nhưng ông ấy đã đi rồi. Khi tôi đến nơi, thì ông vừa mới đi vài phút trước đó. Dường như là ông ấy vừa đi, là tôi đến, giống như trong phim vậy. Giống như những chuyện phim buồn và lãng mạn vậy. Ôi Chúa ơi, tôi tìm hỏi người ta, có thấy chồng tôi vừa rời khỏi nơi này đi đâu không? Vậy chồng cô là ai? Tôi bảo, người có dâu như vậy, người Đức. Cao lớn, đẹp trai. Ông ta bảo. Có. Ông ấy vừa mới đi. Xe buýt nào đó, lâu rồi. Tôi hỏi. Bây giờ còn chuyến xe buýt nào nữa không? Ông ta đáp. Không, chuyến cuối cùng đã rời bến, trễ rồi. Vì tôi đuổi theo bằng xe ngựa, nên mất nhiều thời gian. In India, you have horse car. One horse carry about 10 person. And I ran the whole car. Still couldn't chase after him. He just left. Okay. I don't mind if he misunderstand me, you know, but he's not supposed to be. He just came first time to see me. I didn't want him to get hurt like this. I also didn't want him to see me, but since he came already, I don't want him to have just a bad souvenir to bring home. He came such a long way and we didn't see each other for a year, you know, and I don't want him to feel so bad, yeah? Suppose he felt bad, otherwise he wouldn't have thrown the camera there and go without saying one word to me and without written even a note to say why. So I didn't go there for that purpose, you know, and he misunderstood. Tại Ấn Độ, quý vị có thể đi xe ngựa. Mỗi xe chở được khoảng 10 người. Tôi đã thuê nguyên một chiếc xe, nhưng cũng không thể đuổi kịp. Ông ấy vừa mới đi. Dù có hiểu lầm, tôi cũng không sợ. Nhưng đáng lẽ không nên như vậy. Ông ấy mới đến thăm tôi lần đầu tiên. Tôi không muốn làm ông đau lòng như thế. Tôi cũng không mong ông đến thăm tôi. Nhưng vì ông đã đến rồi, tôi không muốn ông mang về nhà một kỷ niệm buồn. Ông đến từ xa như vậy. Và một năm rồi, chúng tôi không gặp nhau. Tôi không muốn ông buồn. Tôi nghĩ là ông đã buồn. Nếu không, ông đã không trả chiếc máy quay phim lại. Và ra đi không nói một lời với tôi. Thậm chí cũng không viết vài chữ giải thích lý do. Không phải tôi đến đó vì mục đích này, và ông đã hiểu lầm. So next day I went to the post office and tried to call him. But to call daily from there is like you contact the moon or Mars, you know. Just hello, hello, and then
cut. And before you can even say hello, you have to wait half a day to get the line. There's only one post office, and there's a kind of, you know, old-fashioned kind of transport communication. Because the mountain is Himalaya, there's no such convenient, you know, walkie-talkie mobile phone like we have. So I wait half a day just to say hello, and then it cuts. And then I wait another few hours again just to say another hello. And then the other guy don't understand anything about English. I said, get somebody talk English. Get somebody English. I said, English, English? No, no, sorry, bang. Okay, so next, the third time, I wait another 4 hours to get through. And then I asked an Indian guy, you know, who spoke English in the post office. Luckily, I go, please tell him I want to talk to somebody who speaks English over there and don't hang me up again. It take me a whole day to say hello. Nên hôm sau, tôi đến bưu điện, cố gọi điện thoại cho ông. Nhưng từ đó gọi về Delhi chẳng khác gì liên lạc với mặt trăng hay hỏa tinh. Chỉ alo alo và nghe bíp rồi cúp. Và trước khi nói tiếng alo, quý vị phải chờ cả ngày mới vào được đường dây. Chỉ có một bưu điện duy nhất và là loại truyền thông lỗi thời, vì nó ở ngay trên núi Hy Mã Lạp Sơn, không có máy vô tuyến tiện nghi hay điện thoại lưu động như chúng ta. Nên tôi đã chờ nửa ngày, chỉ nói được chữ alo rồi cúp. Rồi tôi chờ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, chỉ nói được alo, và rồi người kia không biết một chút gì về tiếng Anh. Tôi bảo, cho tôi nói với người nào biết tiếng Anh. Người biết tiếng Anh. Người ấy đáp. Tiếng Anh, tiếng Anh. Không, không, xin lỗi. Tiếp đến lần thứ ba, tôi chờ 4 tiếng nữa mới vào được đường dây. Tôi hỏi một người Ấn Độ, người này nói được tiếng Anh trong bưu điện. May quá, được một người. Làm ơn nói với ông ấy là tôi muốn nói với người nào biết tiếng Anh ở đó và đừng gác máy vì tôi đã mất cả ngày, chỉ nói được một chữ alo. You know, so okay, finally I got through the message. You know, my husband, is he still there? Because he went, I guess he went back there. I don't know where he went. I guess he went back there because the friend say he went back to, he want to go back to Germany. Why? He just came there. He want to stay there for 2 weeks holiday and then he came, don't meet me and then go back to Germany. So that means he's very sad, you know. So I say, please go and find my husband. I say, who's your husband? We have 1,000 around here with beard and with bird and blue eyes and, you know, blonde hair and tall and handsome. So I say, no, my husband, so-and-so name, please find him. And then he said, no, no, we don't know. So I say, okay, so please tell him that, you know, I call, you know, if he comes, such and such name. He said, okay, okay. Cuối cùng tôi đã thông tin được. Chồng tôi có đó không? Bởi vì ông đã đi rồi, tôi đoán là ông đã trở lại đó. Tôi không biết ông đi đâu. Tôi nghĩ là ông đã trở lại đó, vì người bạn cho biết là ông muốn quay về Đức. Lý do vì sao? Ông ấy mới đến mà. Ông muốn nghỉ lễ 2 tuần ở đó. Và ông đến mà không gặp tôi, rồi về lại Đức. Chắc là ông buồn lắm, nên tôi bảo. Làm ơn đi tìm giùm chồng tôi. Người ấy hỏi, chồng bà là ai? Có hàng ngàn người quanh đây, có râu, mắt xanh, tóc vàng, cao ráo và đẹp trai. Tôi bảo, không, chồng tôi tên như vậy, làm ơn tìm giùm. Và người ấy trả lời, không, chúng tôi không biết. Tôi bảo, làm ơn nói với ông ấy rằng có tôi gọi, nếu ông ấy về, nói tên như vậy. Người ấy nói, được, được. But then I wasn't sure the man understand, so I make give a kind of a telegraph. Eh? But I didn't even know that he would receive it. I say, you misunderstood. Please come back immediately. Eh? So and I left it there, but I had no hope that he will receive. And I waited and waited and waited. I don't see any reply. A few days later, I left. You know, I went to further higher region to go to visit those, you know, like Ganges tree, where the source of the Ganges is, the Ganges River is. So I went up there and very high mountain. And I also,
also didn't say, yeah, I did say I go where, you know, but to just random people over in around that area. Then my husband did come back. And then he did ask the people there and chased after me up to the place where I was. I was in the midway only, and then I stay in a hotel, you know, before I go further. Nhưng tôi không chắc là người đó có hiểu không, nên tôi đã gửi đi một điện tín. Nhưng tôi cũng không biết là chồng tôi có nhận được không. Tôi viết, anh đã hiểu lầm, xin trở lại gấp. Và tôi để điện tín ở đó. Nhưng tôi không hy vọng gì ông nhận được. Rồi tôi chờ, chờ, và chờ mãi. Tôi không thấy hồi âm. Vài ngày sau khi tôi ra đi, đến một miền cao và xa hơn, để thăm những vùng như Gangotri, nguồn của sông Hằng. Tôi lên đó, tới một đỉnh núi thật cao, và tôi cũng không nói là tôi đến đó, nhưng chỉ cho một ít người quanh đó biết thôi. Rồi chồng tôi trở lại. Ông đã quay trở lại. Ông hỏi thăm người ở đó, rồi đuổi theo tôi, lên đến chỗ tôi ở. Tôi mới đi được nửa đường. Tôi đang ở tại quán trọ trước khi đi xa hơn. At that time, in that place, you still have a hotel. If you can call that a hotel at all, at least you have a room with four walls, you know, like in a prisoner, you have a cell like that, solitary cell, yeah? And that's enough, because at least it keeps you solitary from the mosquitoes. Yeah? You hang your mosquito net there, between the four walls, on top of the nails of the that you nail on the wall, and then I say you just jump in from the door, and then you're in the mosquito nest and in the four wall. And it's cheap, you know, it's not expensive. I can't afford it too much. But when I went there to ask for a room, the person at the registration desk asked me, "You can't stay alone. We have a husband." So I had to say, "Oh, my husband? Yes, I have one. He's coming soon. he's coming in the afternoon." I just say like that, you know, at random. But really, he did come in the afternoon, afterward, yeah. Vào thời đó, nơi đó còn có quán trọ, nếu có thể gọi đó là quán trọ, ít nhất cũng có một phòng với bốn bức tường, giống như một căn phòng trong nhà tù, một phòng giam cô lập, như thế là đủ rồi, vì ít ra cũng giúp quý vị cô lập với mũi. Quý vị có thể răng mồng giữa bốn bức tường, trên các đầu đinh mình đóng lên tường, rồi chỉ đi từ cửa vào. Thế là mình ở trong mùng, giữa bốn bức tường. Rẻ thôi, không đắt lắm. Tôi không có nhiều tiền để trả. Nhưng khi tôi đến hỏi phòng, nhân viên tại bàn ghi danh hỏi tôi, bà không ở đây một mình được, bà có chồng không? Nên tôi phải trả lời là... Ồ, chồng hả? Có. Chồng tôi sắp đến, chiều nay anh ấy sẽ đến. Tôi chỉ nói một cách ngẫu nhiên như thế, nhưng thật, ông lại đến vào buổi chiều. Then so what happened? I was on the street buying some fruit. I'm sure I told you all this story. Yeah, maybe in Chinese, maybe in German. Okay, I was planning to write a book, a story of my life, and become a bestseller. There's so many things I cannot even tell you. This is one of those stories, you know. Okay, so I was buying fruit, you know. I booked the hotel, okay, put everything there, locked my room, and then went out to buy some fruit. I was just choosing some mango, you know. And then suddenly, there were two big hands behind me, cover my face like this. And I was struggling to get free. And there was a voice, very familiar. Happy birthday. And I turned around, there he was, my husband. We had the same birthday. Yeah. So I said, okay, happy birthday to you. And so that night he stayed with me there. Rồi chuyện gì đã xảy ra?
Tôi đang trên đường để mua một ít trái cây. Tôi chắc là đã kể cho quý vị câu chuyện này rồi. Dạ chưa. Chưa à? Có thể là bằng tiếng Hoa, có thể bằng tiếng Đức. Tôi định viết một cuốn sách, câu chuyện đời tôi, và trở thành sách bán chạy nhất. Có rất nhiều việc tôi không thể kể hết cho quý vị nghe. Đây là một trong những chuyện đó. Khi tôi đang mua trái cây, tôi đặt phòng trọ và để hành lý ở đó, khóa cửa phòng và đi ra ngoài mua một ít trái cây. Tôi đang chọn vài trái xoài, thì thình lình có hai bàn tay lớn phía sau tôi, bịt mặt tôi lại như thế này. Tôi vùng vẫy để thoát ra, và có một giọng nói thật quen thuộc, nói, mừng sinh nhật. Tôi quay lại, và chồng tôi đang ở đó. Chúng tôi có cùng một ngày sinh, vì vậy tôi nói, mừng sinh nhật anh. Vì vậy đêm đó, ông ở lại với tôi. And then we traveled together up there. I didn't have to explain anymore. Because he know I'm alone there. Yeah? And he never asked about the guy with the camera. He probably knew too. When he went there already, probably the guy explained to him that he just borrowed my room. Meanwhile, he had already a room next door, no? And then with his girlfriend. So probably he went there and everything is clear. The truth always comes out. Huh? I didn't even have to say anything anymore. Because when he found me in the Himalaya alone like that, you know, in a small room alone, then he knows. Okay. And then he was very happy, you know, that I let him travel with him and then walk together to many different places. Rồi chúng tôi cùng nhau đi lên đó. Tôi không cần phải giải thích nữa bởi vì ông đã biết. Tôi ở đó một mình. Và ông không bao giờ hỏi về người đàn ông với máy quay phim. Có lẽ là ông đã biết rồi khi ông đến đó. Có lẽ người kia đã giải thích với ông rằng anh ta chỉ mượn phòng của tôi. Trong lúc đó thì anh ấy đã thuê được một phòng bên cạnh và ở với bạn gái của mình. Vì vậy có lẽ ông đến đó và mọi việc đã được sáng tỏ. Sự thật lúc nào cũng hiển lộ, tôi không cần phải nói gì nữa. Vì khi ông tìm thấy tôi ở trên Hy Mã Lạp Sơn một mình như vậy, một mình trong phòng nhỏ, thì ông đã biết. Ông rất vui mừng là tôi đã cùng ông đi du hành và cùng nhau đi đến nhiều nơi chốn khác nhau. I show him the Himalaya that I know through the maps. And many of the legends, you know, the stories, the mysticism hang around concerning those places. And he was fascinated, yeah. But he was a non-believer, you know. He was a Catholic, though, you know, until he didn't pay the church tax, and then they kicked him out. He said, I believe in God, but I don't believe in church tax. So the priest also did not believe in him. So he said, because I don't pay church tax, I will not be able to marry you in the church. That was before, you know, before we married. I said, I don't mind. I'll marry anywhere. And also, he's not prayed for when he die. You know, the funeral service, they don't give him. He don't pay church tax. He couldn't attend church and all that. Tôi chỉ cho ông trên bản đồ những nơi tôi biết về Hy Mã Lạp Sơn và nhiều truyền thuyết và những câu chuyện thần thoại liên quan đến những nơi đó. Ông rất thích thú, nhưng ông là một người không có đức tin. Ông đã là một tín đồ Công giáo, cho đến khi ông không đóng thuế nhà thờ và họ đuổi ông ra. Ông nói, tôi tin Thượng Đế, nhưng tôi không tin vào thuế nhà thờ. Cho nên vị linh mục cũng không tin ông. Vì vậy, ông nói, vì anh không đóng thuế nhà thờ, nên anh không được kết hôn với em tại nhà thờ. Đó là chuyện trước khi chúng tôi kết hôn. Tôi nói, không sao, kết hôn ở đâu cũng được mà. Và ông cũng không được người ta cầu nguyện cho sau khi chết. Họ sẽ không làm tang lễ cho ông, vì ông không đóng thuế nhà thờ, ông không được đến nhà thờ nữa. I said, okay, never mind, I call all my Buddhist teacher come pray for you. He said, even if I don't pay tax,
for the temple. He said, no, no, we don't have just tax system in Buddhism. We pray for free. And since you're dead anyhow, you couldn't pay anything. It's all right. So he was very happy that the Buddhist monks are better. He said, my God, 25% tax is wicked, you know. I can't afford it. He said, I can't afford it. He was a doctor, but then he continued to study and research more in his subject so that he can be better doctor, you know. So he had money. We live on well, but not very famous, huh? Not very rich. It's okay. Because he also was just graduate not long ago, and he has to do his internship and apprenticeship, yeah, for 2-3 years without not much pay. And also I have to buy a house and all that, you know, so I understood. Tôi nói, không sao, em sẽ gọi các vị thầy Phật giáo của em đến cầu nguyện cho anh. Ông nói, không đóng thuế cho chùa cũng được sao? Tôi nói, không, không, trong Phật giáo không có hệ thống thuế như vậy. Chúng ta cầu nguyện miễn phí, vì anh đã chết rồi, anh không thể trả gì hết. Như vậy không sao. Vì vậy ông rất vui mừng rằng các nhà sư Phật giáo tốt hơn. Ông nói, trời ơi, 25% thuế thật là ác, anh không trả nổi. Ông nói, không trả nổi. Ông là một bác sĩ, nhưng ông tiếp tục học và nghiên cứu thêm về ngành học của ông để có thể trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Vì vậy chúng tôi có tiền sống thoải mái, nhưng không nổi tiếng lắm, không giàu lắm. Nhưng không sao, bởi vì ông vừa mới ra trường không bao lâu và phải đi làm thực tập trong 2 hay 3 năm với số lương không bao nhiêu và cũng cần phải mua một căn nhà và mọi thứ. Vì vậy nên tôi hiểu. I never demand him anything. He give me what he can. And always unask. Very generous husband. Very considerate. I never complain about him. Never, nothing. Except sometimes some woman patients or nurses, you know, they felt like they should need some protection from him sometimes. And it takes longer than is necessary, you know. They even came to my house for protection. Then I was a little bit, you know, angry. Otherwise, not much. Where were we? Happy birthday. Okay, fine. That's it. That's where he found me, you know. It's funny how he found me just like that. Always. He always find me wherever he wanted. Before that, he went all over to many post office, you know, before the Rishikesh, no? Before that, the first time, he went every, I say, how you find me in Rishikesh? He said, oh, he went to every post office, every bank, and asked whether such and such small Asian lady come here get money or post letter or blah, 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 anything like that or not. Tôi không bao giờ đòi hỏi ông điều gì. Ông cho tôi theo khả năng và không bao giờ đợi tôi hỏi. Người chồng rất rộng rãi, rất tế nhị. Tôi không bao giờ phàn nàn về ông. Không, không bao giờ. Ngoại trừ đôi khi vì vài nữ bệnh nhân hay mấy cô y tá, có khi họ cảm thấy nên cần sự bảo vệ của ông. Có khi kéo dài thời gian hơn là cần thiết. Họ đến tận nhà tôi để được bảo vệ. Khi đó tôi hơi giận một chút. Ngoài ra không có gì nhiều. Chúng ta đã nói đến đâu? Hả? Sinh nhật vui vẻ. À, sinh nhật vui vẻ. Được rồi, chỉ có vậy thôi. Đó là nơi ông tìm được tôi. Một điều lạ là ông có thể tìm được tôi rất dễ dàng. Lúc nào cũng như vậy. Ông luôn luôn tìm được tôi bất kỳ nơi nào ông muốn. Trước đó, ông đi khắp nơi, đến nhiều bưu điện. Trước khi đến Rishikesh, ông đã đi khắp nơi. Tôi hỏi, làm cách nào anh tìm được em ở Rishikesh? Ông nói ông đến từng bưu điện, từng ngân hàng và hỏi xem có người đàn bà Á Đông nho nhỏ nào đến đây để rút tiền hay gửi thư không, vân vân và vân vân, hay tương tự như thế. So no, he traced me in every way he can, you know. Traced me into the ashram where I just left. I left in 3-4 ashram and he chased them all up to there, but then I just left. Just like in the movies, I told you.
He came and I just left before that, just a few minutes or maybe last night, something like that. And then he traced to the last place where he met me at the spring water. Huh? Nhưng không, ông tìm tôi bằng mọi cách, tìm theo đến tận đạo tràng kia, nơi mà tôi vừa đi khỏi. Tôi rời khỏi 3-4 đạo tràng và ông đuổi theo đến những nơi đó. Nhưng tôi lại vừa rời khỏi, giống như là trong phim vậy. Ông vừa đến là tôi cũng vừa đi, chỉ mới vài phút trước đó thôi, hay có thể là tối hôm qua. Giống vậy đó. Và rồi ông tìm đến chỗ cuối cùng nơi gặp tôi bên dòng suối. Okay, now. So we went together everywhere, blah, 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 like that, and came back. Later on, he had to go home, and I continue my search for spiritual wisdom in India. At that time, I already had some, but I thought I still need some more, you know, in case, in case. And so I continue a lot. Mm. So that was it. Mm? Well, this story just... Okay, fine. This story, sometimes I want to remember, just to remind me that sometimes people can be very wrongly accused, or wrongly judged by just outer action, by just simply the so-called facts, but it's not the truth. Yeah. If that lousy guy just say a few words more, would have saved my husband tickets and time and agony that he had to go through for 4 or 5 days. He still loved me at that time, you know, and he expected me to sit cross-legged and somewhere, you know, like a holy person, not to run around with a guy like that, you know, and survive up to the 24th century with him. Thế rồi chúng tôi cùng đi khắp nơi và vân vân như vậy đó. Và sau đó chúng tôi trở lại và ông phải trở về nhà. Còn tôi tiếp tục sự tìm kiếm trí huệ tâm linh ở Ấn Độ. Lúc đó tôi đã đạt được một ít rồi, nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn cần thêm nữa trong trường hợp, nên tôi tiếp tục đi nhiều. Câu chuyện là như thế. Câu chuyện này cũng... Thôi được, nhiều lúc tôi muốn nhớ câu chuyện này để nhắc nhở mình rằng đôi khi con người có thể dễ bị nghi oan hay bị xét đoán sai lầm chỉ vì hành động bên ngoài, chỉ vì những điều được gọi là dữ kiện, nhưng lại không phải là sự thật. Phải, nếu gã kia chỉ nói thêm vài lời nữa, thì đã tiết kiệm được tiền, thời giờ và sự đau lòng mà chồng tôi phải chịu đựng trong 4-5 ngày. Lúc đó, ông vẫn còn yêu tôi. Và ông đã mong rằng tôi đang ngồi xếp bằng ở đâu đó như một thánh nhân, không phải chạy vòng vòng với một người đàn ông như vậy, và còn sống sót với người này cho đến thế kỷ 24. So I didn't want to hurt him so much, you know, he was very hurt, that's why he left immediately. Don't say even one word, don't even say goodbye, nothing. He was a gentleman, you see, he didn't want to trouble my new relationship. Thanks a lot, I didn't need it. That lousy guy keeps saying more, you know, he knows he's my husband. Why he say I live here, I sleep here. You know, he could have said more, okay, she lend me her room, you know, but we are not boyfriend, girlfriend. Then I would be more grateful instead of being mad at him later. And I was mad at him and he was surprised. Oh, you changed. Because I have never been mad before during all this time in the ashram or anywhere else, and everybody knows I was a smiling angel, you know. And I had no reason to be mad at anybody, except that he's too stupid to not to be mad at, you know. Vì vậy, tôi không muốn làm cho ông đau khổ. Ông rất đau khổ nên đã bỏ đi lập tức, không hề nói một lời nào, không hề từ giã, không gì hết. Ông là một người lịch sự, không muốn làm trở ngại mối quan hệ mới của tôi. Cảm ơn, nhưng tôi đâu cần đến sự tế nhị này. Gã kia đã biết người ấy là chồng tôi, có thể nói rõ hơn nữa. Tại sao gã lại nói, tôi ở đây, tôi ngủ đây? Gã có thể nói, phải, cô ấy cho tôi mượn phòng, nhưng chúng tôi không phải là bạn trai, bạn gái. Như vậy, tôi sẽ biết ơn hơn thay vì giận sau này. Tôi rất giận gã, khiến gã ngạc nhiên. Ồ, cô đã thay đổi. Bởi vì trước kia, tôi không bao giờ nổi giận,
trong suốt thời gian này ở đạo tràng hay bất kỳ nơi nào khác. Và tất cả mọi người đều biết tôi là nàng tiên hay cười. Tôi không có lý do gì để giận bất cứ người nào, ngoại trừ hắn ta đần quá nên không thể không giận được. I said, "You're just so stupid." That I left, you know. And he said, "Oh, you changed." What would you say in my case? Huh? What would you say? Yeah, same, huh? Or maybe more, huh? Maybe say it with fingers. I had to do that sometimes too, during my pilgrimage journey sometimes, because some guys, they are very rude. You know, in India, a woman don't walk alone, don't go out alone, don't stay alone overnight anywhere, because then you will be looked down upon as not good, taken advantage of all the time. So of course I have to go everywhere alone. I couldn't find anyone to go with me. My husband didn't want to come with. I didn't have any friend who has the same crazy idea that I had at that time. So how I no not go alone? Huh? So go alone everywhere. Tôi nói, anh thật là ngu, và bỏ đi. Và gã nói, ồ, cô đã thay đổi. Quý vị sẽ nói gì trong trường hợp của tôi? Quý vị sẽ nói gì? Dạ, cũng vậy. Phải, như vậy hay còn tệ hơn nữa, phải không? Có thể nói bằng ngón tay. Có khi tôi cũng phải làm vậy trong chuyến hành hương của tôi. Bởi vì có vài người đàn ông rất là lỗ mãng. Tại Ấn Độ, đàn bà không đi đường một mình, không đi ra ngoài một mình, không ở qua đêm bất cứ nơi nào. Nếu không, quý vị sẽ bị xem như là không đứng đắn hay lúc nào cũng bị lợi dụng. Dĩ nhiên, tôi phải đi mọi nơi một mình. Tôi không thể tìm được ai để đi cùng. Chồng tôi thì không muốn đi với tôi. Tôi không có người bạn nào có cùng một ý tưởng điên rồ như tôi trong lúc đó. Vậy làm sao tôi không đi một mình cho được? Nên tôi đi một mình khắp nơi. I mean, sometimes, you know, people come and make trouble for me, you know. Okay, it's okay, just talk, and then I say, okay, I don't want it, go away. But during my meditation, and go disturb me and touch my face and all this, you know. And so, of course, I have to give him some kind of proof that, bang, like this. Really give into his face, you know, and he's still there, and I give another one, bang. And then he understood the language. Because the verbal language failed to convince him that I don't want to have anything to do with him. So I had to give him some kind of, you know, like, sign language. I don't think it hurt him so much. It just shocked him, and then he knows. Okay, sometimes like that. You had to do that. Có khi người khác đến và làm phiền tôi. Không sao, họ chỉ nói làm nhảm. Và rồi tôi nói, được rồi, tôi không thích, hãy đi đi. Nhưng trong lúc tôi đang thiền, họ đến và quấy rầy tôi, sờ mặt tôi và mọi thứ như vậy. Nên đương nhiên, tôi phải cho hắn vài chứng minh, như là bóp như thế này, thật mạnh vào mặt của hắn, và hắn vẫn còn ở đó. Tôi cho hắn thêm một cái tát nữa, bóp. Thế rồi hắn hiểu được thứ ngôn ngữ này, bởi vì lời nói bằng miệng không thể thuyết phục được hắn, rằng tôi không muốn gì với hắn. Do đó tôi phải cho hắn một ngôn ngữ bằng tay. Tôi nghĩ là không làm hắn đau lắm, chỉ làm hắn giật mình và rồi hiểu ra. Phải, có khi là vậy. Quý vị phải làm như vậy. And sometimes children, they throw stone at you if you happen to go through Muslim village or town. Because after I have so much trouble with men, you know, I put on my monk's robe. First I thought I don't want to wear it because it's too eye-catching, you know. It's very yellow, you know. It's Tibetan, yellow and pink, red and all that. And sometimes Indian monk, I was ordered into two traditions, Indian and Tibetan. And they have both of the robes set, and that's all I carry with me. Besides of my two, that was after I have more transportation. And one set Tibetan, one set of Indian, and one set of the white. I left one in another place. I had two before. A white, like pyjama, like tunic,
yeah, that I went to Himalaya with, there was only two, but after I were ordained, I have two more. So I wear them alternatively and to let people know that I'm a nun, huh? Đôi khi trẻ con ném đá vào người quý vị, nếu quý vị tình cờ đi qua làng hay phố của người Hồi giáo. Sau khi tôi gặp quá nhiều vấn đề với những người đàn ông, tôi phải mặc áo nhà sư. Mới đầu tôi không muốn mặc, vì như vậy quá thu hút sự chú ý của người khác. Màu áo rất vàng, áo Tây Tạng, màu vàng và hồng, à không, đỏ và như vậy đó. Và có khi là áo cà sa Ấn Độ. Tôi thọ giới theo hai truyền thống, Ấn Độ và Tây Tạng. Và tôi có cả hai bộ, tôi chỉ mang theo bao nhiêu đó thôi. Ngoài hai bộ đó, đó là khi sự giao thông tiện lợi. Tôi có một bộ áo xuất gia Tây Tạng, một bộ Ấn Độ và một bộ đồ trắng. Tôi bỏ lại một bộ ở chỗ khác. Trước đó, tôi có hai bộ, màu trắng như đồ ngủ, áo dài mà tôi mặc khi đi Hy Mã Lạp Sơn. Chỉ có hai bộ thôi, nhưng sau khi tôi thọ giới, tôi có thêm hai bộ nữa. Vì vậy, tôi mặc thay đổi để cho mọi người biết rằng tôi là người xuất gia. And even if I travel alone, I don't mess about with you, so leave me alone. But then I have another problem. Like everybody wants to come and take me home, you know, to worship and to offer. In India, they respect monks and nuns so much. They call them saint. Yeah, they call you Babaji, Maharaji, Mahatmaji, Mataji, Achi Chi Chi. And they want to bring me home to feed me, clothe me, give me milk, give me bath, give me room, things like that. Because these people are renunciate people. But I don't know, they are not always kind to other monks and nuns. It's just to me. But I have to always refuse, you know. Because I don't like to to be worshipped that way. I just go around and I'm just an ordinary person. But that's okay, also fine. Và dù có đi một mình, đàn ông cũng không phá tôi, vì vậy họ để tôi yên. Nhưng rồi tôi lại gặp vấn đề khác, như là ai cũng muốn đến và mang tôi về nhà để tôn thờ và cúng dường. Ở Ấn Độ, họ rất kính trọng người xuất gia, họ gọi những người này là thánh nhân. Họ gọi quý vị là Babaji, Maharaji, Mahatmaji, Mataji, Ji, Ji. Họ muốn mang tôi về nhà, cho ăn, cho quần áo, cho sữa, cho chỗ tắm rửa, cho phòng ở và những thứ như vậy, bởi vì đây là những người xả bỏ, nhưng tôi không biết. Không phải lúc nào họ cũng tốt với tất cả các tăng ni, chỉ với tôi thôi. Nhưng tôi luôn luôn từ chối, bởi vì tôi không muốn được tôn thờ bằng cách đó. Tôi chỉ đi vòng vòng và chỉ là một người bình thường. Như vậy được rồi, cũng tốt. Quý thính giả vừa theo dõi phần 4 câu chuyện về chuyến hành hương của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại dãy núi huyền bí Hy Mã Lạp Sơn. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.